Chào mừng quý bạn và các vị đến với series video tìm hiểu và khám phá đồ gỗ được thực hiện bởi Đồ Gỗ Tùng Tám. Các video mới nhất sẽ được update vào 21 giờ tối thứ ba và thứ bảy hàng tuần. Mọi người nhớ bấm like, đăng ký kênh để có thể xem được những video mới nhất của chúng tôi. Trong video ngày hôm nay thì tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về cây gỗ óc chó. Gỗ óc chó là gì, nguồn gốc và ứng dụng thuộc nhóm mấy thì sẽ là những câu hỏi tôi giải đáp cho quý vị và các bạn trong video này. Phần 1, cây gỗ óc chó là gì, nguồn gốc phát triển. Thì tên tiếng Việt là gỗ óc chó hay họ nhà hồ đào, tên tiếng Anh là walnut, phát triển phổ biến tại vùng miền Đông và khu vực Bắc Mỹ và Trung Á và châu Âu. Loại cây này phát triển trên điều kiện đất phù sa màu mỡ, khí hậu luôn cung cấp đủ độ ẩm và ánh sáng trực tiếp của mặt trời. Hiện tại thì có thêm các khu vực trồng khai thác gỗ óc chó là Nam Mỹ và Nam Phi, là trong số những loại cây gỗ có thể được ươm trồng, phát triển, tái sinh tự nhiên. Sự khác biệt của gỗ óc chó là loài này so với loài gỗ khác là thân gỗ của loài cây gỗ khác, chúng thường có gỗ rác, gỗ hơi giống màu kem sáng. Với gỗ óc chó thì đều màu. Với gỗ óc chó có tâm gỗ khá đa dạng, từ nâu nhạt đến nâu đậm như sô-cô-la. Những trường hợp đặc biệt đôi khi còn có ánh tím đỏ, có sọc đậm. Vân hình núi mềm mại đẹp tự nhiên, chúng có hình dạng sóng, quận xoáy rất đẹp, tạo ra những đốm rất đặc biệt và đẹp mắt vô cùng sang trọng. Điều đặc biệt là không chỉ hình thức đẹp mắt mà loại gỗ óc chó còn rất cứng, khả năng chịu va chạm cao, không để lại các vết lõm và ma sát trên bề mặt gỗ. Có tính chịu lực uốn xoắn lớn, tạo dáng gỗ uốn cong bằng hơi nước rất tốt. Điều quan trọng không kém là gỗ óc chó chịu được khí hậu và môi trường nóng ẩm Việt Nam. Phần 2, gỗ óc chó thuộc nhóm mấy? Thì gỗ óc chó được xếp vào nhóm gỗ quý loại 4. Gỗ óc chó sở hữu một vẻ ngoài đầy sức hấp dẫn, điểm nhấn của nó nằm ở hệ thống vân gỗ trên bề mặt. Những đường vân này rất mềm mại, uyển chuyển tạo thành những đốm hình mắt, như tái hiện lại cả thiên nhiên kỳ thú, huyền diệu, thu hút mọi ánh mắt xen lẫn sự trầm trồ. Ứng dụng. Phần bộ 3, ứng dụng và giá trị kinh tế. Thì trên thế giới sử dụng gỗ óc chó từ khá lâu. Những thời gian đầu thì vật liệu này chỉ sử dụng trong việc trang trí nội thất cho các thương hiệu xe ô tô cao cấp, sang trọng nổi tiếng, được các giới doanh nhân thành đạt rất ưa chuộng, như các dòng xe Bentley, Rolls-Royce Phantom. Đồng hành cùng với sự phát triển rộng sang các ngành khác thì gỗ óc chó cũng tiến một bước dài ra toàn cầu và chính thức tiến sâu hơn vào lĩnh vực đồ nội thất, trở thành loại nguyên vật liệu hàng đầu cho các sản phẩm nội thất dùng trong căn hộ, biệt thự, văn phòng làm việc, phòng họp, nhà hàng. Về Việt Nam thì gỗ óc chó cũng xuất hiện lần đầu tiên trong giai đoạn 2006-2007, biết đến thông qua các sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài. Nhưng thực sự lúc đó thì những đồ nội thất từ loại vật liệu này không được sự ủng hộ và hoan nghênh của mọi người. Trong đó có hai nguyên nhân chính là thẩm mỹ và giá thành cao. Phần 4, nội thất gỗ óc chó có đắt không? Thì nếu so sánh nội thất gỗ óc chó với các nội thất gỗ thông thường khác thì đắt hơn, thậm chí là rất đắt, 3 đến 4 lần so với những đồ nội thất cao cấp phổ thông khác. Nếu như các dòng sản phẩm bàn ghế sofa sử dụng trong thời gian ngắn, nhưng với gỗ óc chó giá thành cao. Điều quan trọng là nếu xét đến thời gian sử dụng thì nội thất gỗ óc chó lại giá thành rẻ hơn, bởi lẽ là nội thất gỗ óc chó có độ bền và độ thẩm mỹ cao và lâu chán mắt, và bạn sử dụng được trên 50 năm mà vẫn không phải thay đổi. Đối với các dòng sản phẩm đồ gỗ khác thì bạn phải bỏ khoản tiền nhỏ hơn, nhưng chỉ trong thời gian khoảng từ 5 đến 15 năm là bạn bỏ khoản tiền khác để thay đổi đồ nội thất cho gia đình mình. Theo chúng tôi thì chọn gỗ óc chó cũng là một lựa chọn rất là tối ưu cho khách hàng.